Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Cơn bão số 4 với sức gió giật trên cấp 16 đang càn quét Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng khiến nhiều người dân phải đi sơ tán gấp ngay trong đêm vào lúc 1 giờ sáng nay. Khi người dân đang chìm vào giấc ngủ, cơn bão số 4 ập tới với sức gió tại tâm bão giật trên cấp 16, sức gió rất mạnh. Những nơi mà cơn bão đi qua đã gây ra ngập lụt trên diện rộng và làm cho cây cối bị đổ sập, đường xá, cầu cống bị ngập lụt và tê liệt khiến cho việc đi sơ tán của người gặp vô vàn khó khăn. Chính phủ khuyến cáo người dân không được đi ra ngoài đường. Và đây là một trong những điều tồi tệ mà nhà nước Trung Quốc đang tiếp tục phải đón nhận. Tính đến nay đã là ngày thứ 32 Trung Quốc phải gánh chịu những đòn đau thiên tai mà mẹ thiên nhiên đi ra. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã trải qua liên tiếp 31 ngày không biết tới ánh sáng mặt trời. Tất cả bầu trời ở 28 tỉnh thành phía Nam chỉ có một màu đen duy nhất và mặt trời đã không xuất hiện ở Trung Quốc. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 32. Đây là một trong những điều vô cùng bi thương cho Bắc Kinh nhưng lại là thông tin cực vui cho nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nga và rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Bởi vì Trung Quốc đáng bị trừng phạt, dường như mẹ thiên nhiên vẫn đang ra tay trừng phạt Bắc Kinh bằng những trận siêu bão và làm cho 6 con đập bị vỡ chỉ trong vòng 10 ngày. Nhà nước Trung Quốc phải ngay lập tức đưa ra báo động đỏ. Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc cũng phải thốt lên rằng, trời ơi, sao mưa to, gió lớn lại liên tục đổ vào Bắc Kinh thế này. Cơn bão khiến cho hơn 100 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán suốt trong đêm ngày hôm qua, ngập lụt ở khắp mọi nơi. Những ngôi nhà cao 7 đến 8 tầng bây giờ chỉ còn cái nóc trên cùng là không bị ngập. Hiện tại nhà chức Trung Quốc đang gặp vô vàn những điều khó khăn và đau buồn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải gánh chịu, bởi những gì Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng xấu xa. Giống như việc Trung Quốc đã đàn áp các nước trên thế giới để cướp Biển Đông, và Trung Quốc chính là nước duy nhất tạo ra virus COVID tung ra ngoài thế giới, để bây giờ làm cho hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này nhiễm COVID, làm không biết bao nhiêu gia đình khốn đốn vì nó. Các ngành nghề bị lâm vào cảnh phá sản và làm đứt chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc đã gây ra những điều tồi tệ cho thế giới. Bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả do thiên tai, lũ lụt là điều dễ hiểu. Kính thưa quý vị, đó là một trong những thông tin vô cùng mới liên quan tới cơn bão số 4 đang đổ bộ vào phía Trung Quốc. Ngay bây giờ chúng tôi tiếp tục cập nhật cơn bão số 4. Cơn bão giật trên cấp 16 đang có sức gió vô cùng mạnh, đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, nhà nước Trung Quốc đang gặp những nhân quả báo ứng khi những cơn bão siêu mạnh đổ bộ vào Bắc Kinh trong suốt những ngày vừa qua. Hôm nay thì tiếp tục cơn bão số 4 đang đổ bộ vào các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Nhà nước Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn cấp, cảnh báo người dân nên ở trong nhà và không đi ra ngoài đường. Ngoài ra, vào đêm ngày hôm qua, cơ quan cứu nạn, tìm kiếm cứu hộ của nhà nước Trung Quốc đã phải sơ tán 40 triệu dân lên những đỉnh núi cao để trú ẩn. Hiện tại thì tình hình mưa bão của phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ và đây là một trong những thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc, nhưng lại là thông tin vui cho các quốc gia trên thế giới, bởi Trung Quốc là một trong những quốc gia không được lòng đối với cả hành tinh này. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục đón nhận những tin vô cùng xấu quan tới thời tiết, đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục hoành hành tại thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn cũng như nhiều tỉnh thành ở phía Nam, trong đó có tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, thậm chí cả bến Thượng Hải. Theo trang tin ABC News, trang tin chuyên theo dõi về tình hình mưa bão trên thế giới cho biết thì Trung Quốc trong những ngày vừa qua đang gặp đại họa bởi những cơn bão siêu mạnh vẫn tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, gây ra mưa to, gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Theo trang mạng TikTok nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những đoạn video cho thấy rằng người dân của Trung Hoa đại lục đã phải đi tìm tất cả mọi nơi để trú ẩn. Trong đó người giàu đã bay sang châu Âu để tránh trú, còn người nghèo thì tìm những đỉnh núi trên cao để trú ẩn. Một số người có biểu hiện trốn chui, trốn lùi qua đường mòn, lối mở để sang Việt Nam, sang Lào và Myanmar nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc không dám vượt biên sang đất của Việt Nam, nếu không sẽ bị các lực lượng, các cơ quan ban ngành bắt giữ, đem đi cách ly 30 ngày. Kính thưa quý vị, trong một bản tin thời sự của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết thì mưa lũ vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, gây ra vô cùng những khó khăn cho người dân, còn chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao, bởi vì trong 3 ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đón nhận cơn bão số 8, một trong những cơn bão rất mạnh giật trên cấp 4 tiếp tục đổ bộ xuống các tỉnh thành phía Đông và phía Nam. Theo ghi nhận của trang tin CCTV Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho hay thì chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vừa qua,
Trung Quốc đã đón nhận tới 8 cơn bão từ cơn bão số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 hoành suốt những ngày vừa qua thì hôm qua cơn bão số 8 này lại tiếp tục đổ bộ như chút nước vào phía Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh đại lục hứng chịu lũ lụt trên diện rộng. Theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên. Tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc đã có khoảng tầm 40 triệu người Trung Quốc phải di tản đi khắp mọi nơi để trú ẩn. Theo ghi nhận từ một số phóng viên nổi tiếng của phía Trung Quốc đưa tin, những ngôi nhà cao từ 3-4-5 tầng thì bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị lụt. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho hay, nhà chức trách Trung Quốc đã kêu gọi người dân trên khắp cả nước hãy chuẩn bị ứng phó với những trận mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập và mưa như chút nước từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu. Người ta cho rằng đây chính là mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc mà thôi, bởi vì xung quanh láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản hầu như là không bị cơn bão nào càn quét qua. Theo một tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Trung Quốc cho hay, tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa xối xả kể từ đầu tháng 3 đã làm tăng mực nước tại 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, buộc hơn 44 triệu người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong nhưng truyền thông nhà nước Trung Hoa Đại lục đưa tin mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp tục gây ra ảnh hưởng trên diện rộng và làm ảnh hưởng tới 120 triệu người dân trên cả nước, khiến một số tuyến tàu hỏa phải ngưng hoạt động, thiệt hại ước tính hơn 176 triệu nhân dân tệ, tương đương với cả khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2.700 ngôi nhà ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam được báo cáo là không có điện sử dụng, cây cối điện đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, ô tô, tủ lạnh, TV trôi lênh láng dưới sông và bây giờ đường của phía Trung Quốc đã biến thành sông. Cách đó khoảng tầm 900 km về phía Đông Bắc, thành phố rất nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây mang tên là Hãn Sơn, nhiều ngày qua đã chứng kiến nhiều chiếc xe hơi hạng sang cũng đang bơi lội dưới dòng nước lũ. Thành phố Tấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Đông vừa nâng mức cảnh báo mưa lớn lên thành màu đỏ, mức cao nhất. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn nhà nước Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo về mưa bão trên khắp cả nước, đồng thời dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung của nước này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong một vài ngày tới. Đài quan sát khí tượng của Bắc Kinh cho biết, lượng mưa ở thủ đô dự kiến sẽ đạt trung bình từ 60 tới 100mm, trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc lại cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Còn nhớ năm ngoái, Trung Quốc đã phải từng chứng kiến tới 40 cơn bão lớn nhỏ và 50 trận động đất từ tất cả các tỉnh thành. Bắc Kinh dường như đang đối mặt với những ngày đen tối nhất trong lịch sử loài người. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình mà thôi. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm. Tại tỉnh Hà Bắc, giáp danh với cả thủ phủ Bắc Kinh, mưa lớn và dông bão trong những ngày vừa qua liên tục xảy ra, khiến cho máy bay phải tạm thời không cất cánh và hạ cánh xuống sân bay thành phố Thạch Gia ở thủ phủ tỉnh Giang Tây. Theo rất nhiều nguồn tin cho rằng, thiên tai và thảm họa sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc để trừ khử Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới, bởi những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng to lớn. Cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump còn cho rằng chính Trung Quốc là nước nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ mà cho toàn cầu. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Kính thưa quý vị, tờ báo rất nổi tiếng của Hồng Kông cho rằng lũ lụt đang hoành hành và đang khiến cho khoảng tầm 12 triệu người dân của Trung Hoa đại lục rơi vào cảnh khốn cùng. Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục vào năm ngoái, nhưng năm nay mưa to, gió lớn còn dự báo là nhiều hơn khiến cho chính quyền nhà nước Trung Quốc không biết phải làm sao. Hiện tại thì Bắc Kinh đang đưa ra cảnh báo, bởi vì năm nay lượng mưa nhiều khả năng sẽ cao hơn năm ngoái. Chúng ta còn nhớ năm ngoái Trung Quốc đã phải hứng chịu tới 98 ngày đêm mưa to, gió lớn, bầu trời của Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất đó, nó màu đen tối mà thôi. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến mực nước tại 16 con sông dâng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 120 triệu người dân tại các tỉnh lân cận. Trung Quốc có những con sông lớn như con sông Trường Giang hay còn gọi là con sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp xây chắn ngang, và sông Hoài Hà. Ngoài ra còn có sông Mekong và rất nhiều các nhánh sông khác. Dự báo nếu như mưa to, gió lớn tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng vỡ đê, vỡ đập sẽ tiếp tục làm cho người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước vào năm ngoái. Nhiều cuộc diễn tập ứng phó với lũ lụt cũng đã được tổ chức trước mùa mưa bão vào những tháng vừa qua. Năm 2020, Trung Quốc đã ghi nhận đợt lũ tồi tệ nhất trong 1.000 năm trở lại, đầy ảnh hưởng tới khoảng tầm 600 triệu người và làm thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính quyền của phía Trung Quốc cảnh báo lượng mưa năm này có thể cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy lợi nhà nước Trung Quốc hôm tháng 6 vừa qua đã nhiều lần kêu gọi người dân và các cơ quan, ban ngành hãy nỗ lực phòng chống lũ lụt. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nào đánh bại được mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời. Hôm qua, lính cứu hỏa và rất nhiều các ban ngành của phía Trung Quốc như bộ đội, công an ở khắp nơi đã vào cuộc. Tuy nhiên,
mưa to, gió lớn vẫn làm tê liệt toàn bộ điện, đường, trường, trạm khiến cho Bắc Kinh bị tê liệt hoàn toàn. Và bây giờ thì Trung Quốc đang gặp nhân quả báo ứng. Theo Bộ Thủy lợi của Bắc Kinh, sông Hoàng Hà, một trong những con rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đang là thời điểm trọng yếu của việc kiểm soát lũ năm nay. Hệ thống kiểm soát lũ trên lưu vực sông Hoàng Hà chưa hoàn thành, các con đập có liên kết yếu, việc ngăn lũ trên các con sông vừa và nhỏ gặp vô vàn những khó khăn. Cán bộ cùng những ban ngành của địa phương Trung Quốc đang thiếu trầm trọng kinh nghiệm về chống lũ. Hai đường chính từ thành phố Trung Hoa Đại Lục tới các tỉnh khác đang bị cô lập. Theo những đoạn video do những người dân của phía Trung Quốc đăng tải lên mạng TikTok cho rằng dường như là Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những điều đồ tồi tệ do lũ lụt gây ra. Mưa to, hạn hán, lũ lụt, bão tố phong ba, động đất, vỡ đê, vỡ đập đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới rất nhiều các vấn đề của người dân Trung Quốc, làm cho người dân Trung Hoa đứng ngồi không yên. Nhưng quan chức của phía Trung Quốc thì vẫn đem tàu chiến, giàn khoan tiến ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh, gương oai thách thức các nước trên thế giới. Điều đó cho thấy rằng các quan chức trong cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không quan tâm tới người dân, không quan tâm tới việc chống lũ, chống mưa, chống bão, mà họ chỉ quan tâm tới Biển Đông và đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực mà thôi. Chính vì vậy mà các nước trên thế giới mong rằng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục xảy ra để trừng phạt Trung Quốc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Với mục tiêu hiện đại hóa quân đội, gia tăng sức mạnh quân sự, không quân cũng là một trong những lực lượng mũi nhọn được xác định đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là những bản hợp đồng đặt mua các loại máy bay tiêm kích đa năng cùng nhiều máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến gần đây. Cụ thể, sau khi hoàn thành định hướng chiến lược xây dựng 3 trung đoàn không quân tiêm kích đa năng Su-30MK2 với 36 nước, lực lượng không quân Việt Nam đã tiếp tục đặt mua 12 máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 của Nga và mới đây nhất là hợp đồng nhập khẩu 12 hay chiếc máy bay L-39NG thế hệ mới từ Cộng hòa Séc, dự kiến giao hàng trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2024. Vậy chiếc máy bay này có nhiệm vụ vai trò như thế nào trong quá trình hiện đại hóa của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về lý do tại sao Việt Nam lại có quyết định mua máy bay L-39NG này nhé. Các bạn thân mến, L-39 Albatross là dòng máy bay huấn luyện phiên bản trước của L-39NG được sản xuất dưới thời tiệp khắc trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sau này tách ra thành Séc và Slovakia. Máy bay này đã từng được xuất khẩu sang nhiều nước trong những thập niên 1970 và 1980. Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là loại máy bay huấn luyện phản lực cao cấp nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. Không thể phủ nhận L-39 đã góp phần không nhỏ giúp Việt Nam duy trì vị thế là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á tự đào tạo phi công chiến đấu phản lực. Tất cả các phi công chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam từ Su-22, Su-27 cho tới Su-30MK2 đều phải trải qua quá trình huấn luyện bay trên L-39. Dòng máy bay này được đánh giá cao bởi độ tin cậy, dễ bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hoàn hảo. Chi phí trên mỗi giờ bay thấp, phù hợp với nhiều yếu tố từ trình độ phi công, thợ kỹ thuật đến điều kiện kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, do đã phục vụ được trên 30 năm đến nay đã gần hết niên hạn. Với phiên bản gốc này, việc đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 4 cộng đã là rất khó. Đào tạo phi công lái máy bay thế hệ 5 thì chắc chắn là điều không thể xảy ra. Vì vậy, nhu cầu về một loại máy bay huấn luyện thế hệ mới là cấp thiết. Việc thay thế L-39 Albatross trên là điều tất yếu. L-39NG là máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ được phát triển bởi hãng Aero Vodochody. Được biết, nó không chỉ có toàn bộ các tính năng kỹ chiến thuật tuyệt vời của thế hệ trước L-39 mà nó còn đạt chuẩn NATO như Tập đoàn Quốc phòng Omnipotent đã giới thiệu. Cụ thể, máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ L-39NG này đã nhận được các chứng nhận về tiêu chuẩn quân sự siêu quốc gia của Cục Hàng không Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, một trong những thành viên của NATO.
Aero đã giới thiệu về máy bay L-39NG lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2018, sau đó là chuyến bay thử nghiệm hoàn thành vào đầu năm 2020. Huấn luyện cơ L-39NG được trang bị động cơ Williams International FJ-44-4M của Mỹ nên được đánh giá là mạnh hơn, khung máy bay nhẹ hơn và hệ thống lái cũng hiện đại hơn so với phiên bản của L-39. Máy bay huấn luyện L-39NG được triển khai sản xuất qua hai giai đoạn. Thứ nhất là nâng cấp phần khung máy bay L-39 cùng với hệ thống điện tử hàng không và động cơ mới, hoàn thiện vào năm 2018. Thứ hai là giai đoạn hoàn chỉnh với một số cải tiến đáng chú ý. Thay vì sử dụng bình nhiên liệu ở trong cánh, thì giờ đây chúng ta được treo bên ngoài, bản thân là một máy bay huấn luyện phi công lái chiến đấu cơ phản lực. Thế nhưng khi cần thiết thì L-39NG có thể biến thành loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ khi được trang bị thêm 5 chốt cứng, trong khi L-39 chỉ có 2, có thể treo các loại vũ khí như bom, tên lửa hoặc rocket. L-39NG có kiểu dáng 2 buồng lái ở phía trước và sau dành cho giáo viên và học sinh, với chiều dài là 12,03m, dải cánh 9,56m. Tải trọng là 1.200 kg, trọng lượng rỗng là 3.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 5.800 kg, khả năng chứa nhiên liệu lên đến 570 kg trên hai thùng treo phía bên dưới cánh, 775 km/h là tốc độ tối đa của L-39NG với bán kính hoạt động là 1.400 km. Trong đó, cự ly bay chuyển sân là 2.590 km. Khi sử dụng nhiên liệu bên trong, nó có thể hoạt động liên tục trên không trong 4 giờ 30 phút, ở độ cao 6.000 m, trần bay tối đa lên tới 11.500 m, cùng với tốc độ leo là 23 m trên giây. Về trang bị vũ khí, L-39NG có thể mang đến 1.200 kg vũ khí treo trên 5 chốt cứng dưới cánh chính vào thân máy bay. Vũ khí phòng thủ tầm ngắn bao gồm súng pháo phòng không 12,7mm hoặc 20mm, tên lửa đối không tầm ngắn và dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Về vũ khí tấn công mặt đất, L-39NG mang nhiều loại vũ khí từ bom rơi tự do MK-82, bom dẫn đường bằng laser GBU, rocket không điều khiển FFAR 70mm, rocket có điều khiển bằng laser 70mm. Bên cạnh đó, L-39NG còn mang theo hai thiết bị gây nhiễu điện tử gắn ở hai đầu cánh. Hôm 15 tháng 8 năm 2021, Tập đoàn Xuất khẩu Quốc phòng Omnifon của Séc đã chính thức công bố về bản hợp đồng bán máy bay L-39NG cho Việt Nam. Những chiếc máy bay L-39NG sẽ được bàn giao từ năm 2023 đến năm 2024 với giá dự kiến khoảng 10 triệu đô trên một chiếc. Hợp đồng bao gồm 12 chiếc L-39NG cùng với chi phí đào tạo giáo viên, phi công và kỹ thuật viên mặt đất. Bên cạnh đó còn cung cấp các loại phụ tùng trong suốt vòng đời, cũng như các thiết bị phục vụ cho huấn luyện mô phỏng trên mặt đất, hỗ trợ hậu cần hoặc các hệ thống bay chuyên dụng. Không chỉ có hợp đồng L-39NG, báo cáo tài chính cuối tháng 8 năm 2021 đưa tin Việt Nam đã ký thêm một bản hợp đồng mua ít nhất 12 chiếc máy bay huấn luyện phi công chiến đấu Yak-130 của Cộng hòa Liên bang Nga. Như vậy là trong hàng ngũ của lực lượng không quân Việt Nam sắp tới sẽ có thêm hai loại máy bay bay huấn luyện phản lực, gồm có L-39NG, loại máy bay một động cơ mới được nâng cấp, và Yak-130, loại máy bay hai động cơ hoàn toàn mới. Các bạn thân mến, sau khi nghe thông tin về những thông số kỹ thuật của dòng máy bay này, các bạn có suy nghĩ như thế nào về bản hợp đồng mua sắm của Bộ Quốc phòng Việt Nam? Đó là một tín hiệu tốt chứ ạ? Comment chia sẻ quan điểm của mình ngay dưới video này nhé! Chúng ta có thể khẳng định bản hợp đồng mua L-39NG là một bước đi vô cùng đúng đắn và hợp lý. Lý do đầu tiên, dự án L-39NG đã tập trung đổi mới, hiện đại hóa bằng cách kết hợp giữa động cơ hiện đại, các công nghệ hàng không tiên tiến, đồng thời kế thừa toàn bộ những tính năng hoàn hảo nhất của dòng L-39 cũ. Thứ hai, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, nó có thể tận dụng được phương tiện máy móc và cả quy trình vận hành của L-39, thời gian hoán cải cực kỳ nhanh chóng, do nó trực tiếp thay thế và phát triển trên chính L-39. Thứ ba là tiềm năng nâng cấp, phát triển không giới hạn nhờ thiết bị điện tử có cấu trúc mở, sẵn sàng cho những phát triển tiếp theo, dễ dàng thêm bớt các tính năng rất đa dạng, phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi khách hàng.
LB-9G hoàn toàn phù hợp để huấn luyện bay cơ bản cho các phi công chiến đấu phản lực trước khi họ chuyển sang loại máy bay thế hệ thứ 4 cộng hoặc 5 của phương Tây và Nga. Lý do tiếp theo, Aero Vodochody luôn sẵn sàng sản xuất các lô nhỏ miễn sao có thể phù hợp nhất với nhu cầu cũng như là ngân sách của khách hàng. Đây là một yêu cầu rất đặc thù khi điều kiện kinh tế của Việt Nam còn khá eo hẹp. Và cuối cùng, lý do thứ năm, danh tiếng hàng đầu của Aero Vodochody không chỉ vì họ tạo ra được một trong những máy bay huấn luyện phản lực tốt nhất thế giới, mà còn bởi họ cũng rất có uy tín trong việc đảm bảo phụ tùng cũng như sửa chữa máy bay nếu không may phát sinh hỏng hóc. Về cơ bản, quan hệ hợp tác giữa hai bên đang tiến triển tốt đẹp. Đội ngũ kỹ thuật viên mặt đất, giáo viên bay, phi công Việt Nam đều đã quen thuộc với dòng máy bay L-39. Thế nên, việc mua theo L-39NG sẽ hết sức thuận tiện, tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công sức đào tạo và chuyển loại. Những lý do này đã đủ để thuyết phục các bạn thấy rằng đây là một bản hợp đồng đúng đắn chưa ạ? Nếu như chưa thực sự thuyết phục được các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo nhé! Nhiều ý kiến thắc mắc rằng tại sao L-39NG và YAC-130 lại cùng hoạt động chung trong một đội hình và liệu chúng có là đối thủ của nhau hay không? Thì câu trả lời là không, bởi lẽ L-39NG và YAC-130 không phải là mẫu máy bay có khả năng tương đồng nhau, cũng không thể coi chúng là đối thủ khi mà cả hai hoàn toàn có thể đứng chung trong một đội hình. Các chuyên gia đánh giá rằng sẽ vô cùng mạo hiểm nếu được các học viên phi công từ máy bay động cơ Piston YAC-52 chuyển ngay sang sử dụng máy bay phản lực YAC-130 hai động cơ. Vì thế, cần một cây cầu nối giữa hai loại phương tiện và L-39NG hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối như vậy. L-39NG sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ, được đánh giá là phương tiện lý tưởng nhất để các phi công trẻ có thể làm quen dần với kỹ năng điều khiển máy bay phản lực. Còn với YAC-130 sẽ dùng để đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu đa năng hay động cơ hạng nặng, là bước chuẩn bị cho các hợp đồng mua chiến đấu cơ thế hệ 4, 4 cộng hoặc thậm chí là thế hệ 5. Trong tương lai không xa, chẳng hạn như Su-35 hay Su-30, tương lai có thể là tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các bạn thân mến, một thông tin nữa cũng rất là đáng tự hào đây ạ. Trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam chúng ta là quốc gia duy nhất có thể tự đào tạo được phi công quân sự mà không cần gửi đi nước ngoài. Quy trình để đào tạo một chiến sĩ phi công quân sự tại Việt Nam sẽ gồm 3 bước: sơ cấp, thứ cấp và huấn luyện lái trên máy bay chiến đấu thật. Sau khi có đầy đủ kiến thức về mặt lý thuyết, học viên sẽ được đào tạo trên máy bay huấn luyện sơ cấp là máy bay cánh quạt một động cơ YAC-52. Tiếp đó, khi đủ điều kiện tự điều khiển YAC-52 mà không cần có giáo viên dạy bay kèm, hay còn gọi cách khác là đủ điều kiện để thả đơn, thì học viên sẽ được chuyển lên máy bay phản lực L-39. Thời điểm có thể bay thuần thục trên chiếc L-39 này, học viên sẽ chính thức hoàn thành việc đào tạo, tốt nghiệp ra trường và được điều chuyển với các đơn vị chiến đấu. Lúc này các phi công trẻ mới có thể có cơ hội để tiếp cận với các loại chiến đấu cơ có tốc độ siêu âm như Su-22, Su-27 hay là Su-30. Theo thời gian thì phi công sẽ dần được phong cấp theo số lượng giờ bay tích lũy. Mặc dù được sử dụng chủ yếu để huấn luyện, thế nhưng L-39NG vẫn được xếp vào loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, sánh ngang với Su-30 và Su-27. Đây là hai loại tiêm kích chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Các bạn thân mến, với tất cả những dẫn chứng mà chúng mình đưa ra bên trên, có lẽ các bạn cũng đã có những nhận định của riêng mình rồi phải không ạ? Suy nghĩ của các bạn như thế nào về thông tin trên, một bản hợp đồng đầy giá trị phải không nào? Hoàng Sa và Trường Sa là một phần máu thịt, là tấc vàng của đất nước Việt Nam. Và các bạn biết đấy, người bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta từ nhiều năm qua vẫn luôn tìm đủ mọi mưu hèn kế bẩn, hòng nuốt trọn tài sản quý giá này. Tuy nhiên, dù Trung Quốc có mưu mô xảo quyệt và trắng trợn đến đâu, thì chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam vẫn giữ được trọn vẹn bởi những bằng chứng xác thực nhất. Và một trong số đó, những bằng chứng quan trọng khiến cho Trung Quốc phải cứng họng khi nhắc đến chủ quyền Biển Đông. Trong đó, có hai quần đảo thiêng liêng của Việt Nam, đó chính là những bản đồ cổ quý báu. Không chỉ có mỗi Việt Nam mà cả các nhà sử học và địa lý học phương Tây cũng đã từng công bố rất nhiều bản đồ vô giá như vậy. Vậy thì những tấm bản đồ cổ đó có nội dung như thế nào và chúng có giá trị ra sao? Mời các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, để hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của những tấm bản đồ cổ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành vẽ bản đồ các bạn nhé! Ngành vẽ bản đồ hay còn gọi là trắc địa.
Theo như ghi chép thì ngành này đã được bắt đầu từ khoảng năm 1400 trước công nguyên tại Ai Cập. Lúc bấy giờ, chắc địa được dùng để chia đất, phục vụ cho mục đích tính thuế. Sau Ai Cập thì cổ Hy Lạp cũng có nền văn hóa phát triển mạnh mẽ. Khoảng 300 năm trước công nguyên, nhà thiên văn học nổi tiếng có tên là Erastosthenes đã cho rằng quả đất có dạng hình cầu và đo được độ dài cùng kinh tuyến. Thế kỷ thứ 13, người Trung Quốc tìm ra la bàn, ứng dụng la bàn vào việc thành lập bản đồ hàng hải với phương pháp sao hỏa tâm. Thế kỷ thứ 16 đã tìm ra phép chiếu phương vị ngang đồng góc để có thể vẽ bản đồ. Sang thế kỷ thứ 18, các nhà bác học Lambert đo được độ dài kinh tuyến Company và ông cũng chính là tác giả đặt ra đơn vị đo độ dài là mét mà chúng ta vẫn đang dùng hiện nay. Đến thế kỷ thứ 19, nhà toán học Ampère đã tìm ra phương pháp chiếu đồ mới. Trải qua nhiều thời đại, khoa học trắc địa đã phát triển cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và nền sản xuất xã hội, đặc biệt là ở phương Tây. Do đó mà khi nói đến bản đồ, chúng ta không thể không nhắc đến những người phương Tây. Hay nói cách khác, bản đồ đến từ xứ sở này có sự chính xác gần như tuyệt đối. Tấm bản đồ xuất hiện sớm nhất mà cho đến nay chúng ta vẫn được biết đến khi nói về Hoàng Sa, đó chính là tấm bản đồ đã được xuất hiện trong toàn tập An Nam Lộ. Bản đồ này do chúa Trịnh Căn sai Đỗ Bá trong nhiều năm dựa trên cơ sở tư liệu cũ kết hợp với tư liệu mới và được hoàn thành vào niên hiệu Chính Hòa thứ 7, tức là vào năm 1686, với tên gọi là Bãi Cát Vàng. Trong đó, Đỗ Bá đã vẽ Bãi Cát Vàng chữ Nôm, tức nói đến quần đảo Hoàng Sa. Ông cũng chú thích vô cùng chi tiết về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo này, cũng như chủ quyền của chúa Nguyễn đã được xác lập ở đó. Đỗ Bá đã viết thêm những dòng ghi chú, giữa biển có một dải cát rời gọi là Bãi Cát Vàng, dài độ 400 dặm, rộng 20 dặm, dựng đứng giữa biển. Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa đông đưa 18 chiếc thuyền đến lấy hàng hóa, được phần nhiều là vàng, bạc, tiền tệ, súng đạn. Sau đó chúng ta còn phát hiện được thêm rất nhiều bản đồ, mặc dù niên đại khác nhau nhưng tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất, minh bạch nhất cho chủ quyền đầy đanh thép của Việt Nam trên Biển Đông. Thế nhưng không chỉ có các tấm bản đồ của Việt Nam ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là tấc đất tấc vàng của quốc gia, mà còn có rất nhiều tấm bản đồ phương Tây đã một lần nữa làm sáng tỏ nhận định này. Năm 1744, Hoffmann He đã vẽ bản đồ châu Á Cathedi Asia. Trong bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chú là Aikapia, tên viết tắt của chữ Aslan Kapia, đó là nghĩa là quần đảo thuộc Champa, tức là thuộc Champa lúc bấy giờ chính là đằng trong của Đại Việt, vùng đất do các chúa Nguyễn trị vì. Năm 1838, giám mục người Pháp Jacques Penneau đã cho đính kèm cuốn tự điển Việt-Latin xuất bản tại Ấn Độ, một tấm bản đồ khá lớn với chiều ngang 40cm, chiều rộng là 80cm. Tên bản đồ được thể hiện bằng 3 chữ Hán, Việt và Latin. Dòng chữ Việt là An Nam Đại Quốc Họa Đồ, trong đó ghi tới khoảng 505 địa danh. Điểm đặc biệt là với quần đảo Hoàng Sa, ngoài ghi địa danh Palashel theo cách gọi của người phương Tây, Pinio còn ghi tục danh là Cát Vàng bằng chữ Việt Latin. Rõ ràng là địa danh Cát Vàng là tên gọi tiếng Việt, cho nên đó không thể có ở một nước nào khác. Thêm nữa, vào năm 1827, Philippe Van der Malin là nhà địa lý học, thành viên kiệt xuất của Hội Địa lý đã xuất bản bộ Atlas Thế giới. Atlas bao gồm 6 tập với 7 bản đồ chung của 5 châu lục, 381 bản đồ chi tiết, 40 trang bảng thống kê và nhiều thông tin về địa lý tự nhiên, chính trị, khoáng sản. Bộ Atlas này được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nó hoàn chỉnh trên cơ sở những tấm bản đồ tốt nhất thế giới ở thời điểm đó, kết hợp những thông tin từ quan sát thiên văn hay những chuyến đi du hành ở nhiều nơi trên trái đất. Trong bộ Atlas, bản đồ các nước châu Á gồm 11 tấm. Nằm trong tập 2 của bộ, đất nước Việt Nam được giới thiệu thông qua các tấm bản đồ số 97, 105, 106 và 110. Đặc biệt là câu chuyện trên là tờ bản đồ số 106. Tờ bản đồ vẽ đường bờ biển miền Trung từ vị tuyến thứ 12 đến vị tuyến 16, phía ngoài khơi xa Paracel, tức là Hoàng Sa, được vẽ khá chi tiết, tỉ mỉ và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 đến 17 và kinh độ từ 109 đến 111. Quần đảo Paracel trong bản đồ có các đảo Palette, Tree và Lincoln, Roger O. Discus, bãi đá ngầm ở phía đông, Dukan ở phía tây và đảo Triton ở phía nam, nằm ngay dưới vĩ độ 16.
sâu xuống phía nam khoảng vĩ độ 14,5, chúng ta có Investitu. Bản đồ còn có một bản giới thiệu tóm tắt về đế chế An Nam, Empire An Nam. Bên cạnh khu vực được xác định là Hoàng Sa Paracel, tiếp liền là Pati de Lechonin. Ở phía trên là tấm bản đồ 98 mang tên Pati de Lechini, trong khoảng vĩ độ 18-21 và kinh độ 106-114 xuất hiện. Tấm này cho biết biên giới cực nam của Trung Quốc chưa hề chạm đến vĩ độ 1,8 bằng việc vẽ khu vực Quảng Đông và đảo Hải Nam. Và một sự thật bất ngờ là tất cả các bản đồ của anh bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20 trở về trước cũng hoàn toàn thống nhất với bản đồ của phương Tây. Chúng không hề vẽ lãnh thổ cực nam của Trung Quốc vượt xuống dưới vĩ độ 18. Từ thế kỷ 16, chúng ta đã có một số khu vực bản đồ của phương Tây vẽ về khu vực Đông Ấn, trong đó có đánh dấu địa danh Paracel Hoàng Sa ở giữa Biển Đông, là khu vực bờ biển phía Tây Paracel. Bờ biển miền Trung Việt Nam được đánh dấu là bờ biển Hoàng Sa. Bước sang thế kỷ 17 và nhất là thế kỷ 18, rất nhiều tấm bản đồ đã thể hiện một cách rõ ràng các vị trí, đặc điểm địa lý cũng như mối quan hệ chủ quyền của khu vực đằng trong với Paracel. Tuy nhiên, hầu hết các tấm bản đồ này đều sắp xếp Paracel thuộc khu vực Đông Ấn. Phải đến đầu thế kỷ 19 khi Vương triều Nguyễn được thành lập, cùng với đó là sự khẳng định chủ quyền Việt Nam một cách đầy đủ, bản đồ phương Tây mới chính thức xác nhận quần đảo Paracel nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và hiển nhiên nó là thuộc về đất nước Việt Nam. Do đó mà Pati de Lechonchitin được xem là một trong những tấm bản đồ đầu tiên của phương Tây đã vẽ một cách tuyệt đối chính xác đặc điểm địa lý, vị trí, tên gọi phương Tây của các hòn đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Bản đồ được đặt trong khu vực Cochinchin là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời khỏi đế chế An Nam, minh chứng một cách rõ ràng và chuẩn xác chủ quyền của Việt Nam ở Paracel đã được quốc tế ghi nhận. Pati de Lechonchitin chính là tài liệu vô giá góp phần nâng cao giá trị khoa học, chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, đó chính là một bằng chứng đanh thép đích thực hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế cao. Nó đã phần nào củng cố thêm công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở tấm bản đồ trên, mà mới đây nhà xuất bản Nhật Bản cũng đã phát hành cuốn sách của Phó Giáo sư Sai Kawashima, nguyên giảng viên Đại học Tokyo, Nhật Bản mang tên Những điều người Nhật Bản đang hiểu lầm về lịch sử cận hiện đại Đông Nam Á. Cuốn sách đã chỉ ra hai tư liệu lịch sử quan trọng do các nhà hàng hải châu Âu đưa ra từ thế kỷ 16. Những tư liệu quý giá đó một lần nữa thừa nhận chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Nhìn vào cuốn sách này, ta có thể dễ dàng thấy được tấm bản đồ India Đông Ấn Độ được nhà hàng hải Hà Lan tên là Judokut Halian 1563 đến năm 1612 lập nên từ thế kỷ 16. Trong đó, tấm bản đồ cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được vẽ nối liền với nhau như hình một mũi dao và được đặt tên chung là Paracel. Vùng bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi đối diện với quần đảo này được đặt tên là Costa de Paracel. Điều này đã cho thấy rõ ràng, tác giả tấm bản đồ đã có những sự đo đạc vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận, qua đó ghi nhận sự liên hệ mật thiết giữa lãnh thổ Việt Nam với Paracel. Tiếp đến là tấm bản đồ do The Times Atlas xuất bản tại London, nước Anh vào năm 1896, Siam and the Malay Archipelago. Trên tấm bản đồ này đã có sự phân biệt rất rõ ràng giữa các đảo thuộc Paracel quần đảo Hoàng Sa với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và các đảo ven bờ biển miền Trung Việt Nam. Những quần đảo ghi tên tiếng Việt như đảo Loại Ta, đảo Thị Tứ đã xuất hiện trong quần đảo Trường Sa. Điều này chứng tỏ người Việt đã quản lý, đặt tên cho các đảo này và được các nhà bản đồ học châu Âu chấp nhận, cũng như vì tên tiếng Việt lên bản đồ. Với hai tư liệu lịch sử quan trọng nêu trên, Phó Giáo sư Kawashima đã thẳng thắn khẳng định trong cuốn sách rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ, đặc biệt là vào thời đại lúc bấy giờ, khi mà hai triều đại nhà Minh, nhà Thanh của Trung Quốc thực hiện chính sách bế quan tọa cảng và cấm người dân không được đi thuyền ra nước ngoài. Trong khi đó cũng là thời kỳ này, các nhà hàng hải châu Âu lại thừa nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bạn thân mến, những tấm bản đồ được nêu ở trên rõ ràng đã cho chúng ta thấy rõ thêm những bằng chứng đanh thép nhất, minh bạch nhất về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó, chúng ta có quyền tự hào về đất nước
tất vàng, rừng vàng biển bạc mà ông cha ta từ xưa đã dày công vun đắp, giữ gìn và bảo vệ. Như chúng ta đã biết, tình hình thế giới đang diễn biến với nhiều vấn đề vô cùng phức tạp. Bởi thế, việc xây dựng lực lượng an ninh quốc phòng vững mạnh là điều mang tính cấp thiết nhằm giữ vững chủ quyền nước nhà. Trong bối cảnh đó, từ 10 năm trở lại đây, quân đội Việt Nam đã có những bước phát triển mới khá thần tốc khi được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có thể kể đến như tàu ngầm lớp Kilo 636 hiện đại hàng đầu thế giới của lực lượng Hải quân Nhân dân. Bên cạnh đó, mới đây nhất, có thông tin cho rằng Việt Nam rất có thể sẽ mua Su-57 tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5, cũng là thế hệ mới nhất của Nga vào thời điểm hiện tại, để bổ sung cho quân chủng phòng không không quân, một thông tin khá tích cực phải không ạ? Thực hư như thế nào, khả năng tác chiến của chiến đấu cơ đầy uy lực ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Su-57 là tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 đầu tiên phục vụ trong không quân Nga do văn phòng Sukhoi thiết kế. Chiến đấu cơ này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29 tháng 1 năm 2010 và được thử nghiệm thành công trong điều kiện tác chiến tại chiến trường Syria. Tuy nhiên, cho đến nay, tiêm kích này vẫn chưa thực sự thu hút được nhiều khách hàng. Bởi vậy, Moscow đã có quyết định nâng cấp để chúng có thể cạnh tranh được với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-35 và F-22, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025. Các nâng cấp mới sẽ bao gồm động cơ mới, cải tiến buồng lái, đồng thời trang bị hệ thống điện tử hàng không tân tiến nhất. Nói thêm về Su-57, đây là dòng chiến đấu cơ tàng hình hạng nặng hai động cơ đa nhiệm vụ, được trang bị tên lửa tầm xa R-37 có tầm bắn lên đến 400 km, tên lửa đạn đạo siêu thanh KH-47M2 đạt tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, hiệu quả hơn nhiều so với các tên lửa Scud cũ của Việt Nam, có khả năng đáp ứng tốt trong thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt biển, ngay cả những tàu sân bay lớn nhất cũng sẽ bị triệt hạ chỉ bằng một đòn tấn công. Ở thời điểm hiện tại, Su-57 đang được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AL-41F1. Trong tương lai gần, sẽ có sự thay đổi sang động cơ sản phẩm 30 với một bản thiết kế hoàn toàn mới. Nhờ có thiết kế khí động học cải tiến mà Su-57 dù không cần bật chế độ đốt sau nhưng vẫn có thể hành trình với tốc độ lên tới Mach 2, đạt tầm bay đến 3.500 km. Khả năng cơ động cùng với độ chính xác cao khiến cho Su-57 vô cùng nguy hiểm và thực tế là sẽ không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của địch. Chúng được sản xuất với mục tiêu nâng cao đáng kể năng lực của lực lượng không quân Nga, sau đó sẽ dần thay thế các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như Su-27 và MiG-29 hiện đang được biên chế trong quân đội Nga. Như vậy, một lần nữa có thể khẳng định được rằng Su-57 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như có radar và hệ thống phòng hộ mạnh, khả năng tàng hình tương đối tốt, mang được lượng vũ khí lớn và đa dạng. Quan trọng nhất là giá cả lại được đánh giá là hợp lý so với những dòng tiêm kích tàng hình cùng loại do phương Tây sản xuất. Với những tính năng độc đáo cùng hiệu suất chiến đấu đầy uy lực, dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 xứng đáng được coi là niềm mơ ước của lực lượng không quân nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tiêm kích này đã chính thức được Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng đặt mua. Không quân Nga đã nhận chiếc đầu tiên vào năm 2020, dự kiến sẽ nhận đủ 24 chiếc vào cuối năm 2024. Đến năm 2028, dự kiến sẽ có khoảng 78 chiếc trong đội hình lực lượng không quân vũ trụ Nga. Không chỉ trang bị cho lực lượng không quân của mình, Nga còn chào bán và xuất khẩu ra nước ngoài dòng tiêm kích này. Dự kiến, theo kế hoạch, động cơ của Su-57 mới sẽ được hoàn thiện toàn bộ vào năm 2022. Đầu năm nay, một quan chức cấp cao của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga tuyên bố rằng Su-57 đã thu hút được sự quan tâm cao của nhiều quốc gia. Đã xuất hiện những phân tích cho thấy rất có thể Việt Nam ta là một trong những khách hàng tiềm năng đó. Cụ thể, trong dự báo triển vọng của Su-57 do Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga ấn hành, có dự đoán không quân Việt Nam có khả năng sẽ mua từ 12 đến 24 chiếc tiêm kích này trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035. Các bạn thì nghĩ như thế nào về điều này? Có lý do gì khiến cho trung tâm phân tích trên đưa ra được dự đoán đó? Comment chia sẻ ý kiến của các bạn ngay dưới video này. Sau đó thì cùng nghe những phân tích của chúng mình ở phần tiếp theo để xem là chúng ta có cùng quan điểm không nhé. Theo tin mới, trong nhiều thập kỷ tới, vũ khí Nga vẫn đóng vai trò chủ đạo trong danh sách mua sắm những trang vũ khí, thiết bị nòng cốt của quân đội Việt Nam do hội tụ đủ các yếu tố bao gồm chất lượng tốt, sử dụng bền, dễ vận hành, giá cả phải chăng và đặc biệt là Việt Nam đã quen sử dụng dễ dàng hơn trong xây dựng nghệ thuật cũng như phương án tác chiến hợp lý dựa trên những loại vũ khí này.
Vậy nên với một vũ khí hiện đại uy lực như Su-57, việc không quân Việt Nam quan tâm tới chiến đấu cơ này là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, phải nhắc lại rằng, dự đoán của Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga đó là Việt Nam sẽ mua Su-57 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035, thời điểm này thực tế là phù hợp. Lý do đầu tiên, theo nhiều đánh giá, nhờ được trang bị hệ thống radar mạnh cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực tuyệt vời, bên cạnh đó giá cả cũng là một lợi thế rất lớn khi có thể khẳng định đây là loại tiêm kích thế hệ thứ 5 rẻ nhất hiện nay. Với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh, trong vòng 10 năm tới, nước ta chắc chắn sẽ có tiềm lực và nguồn ngân sách dồi dào hơn, phù hợp để mua chiến đấu cơ Su-57, góp phần tăng cường hơn nữa về mặt sức mạnh quốc phòng. Lý do thứ hai, đến năm 2025, quân đội ta được xác định cơ bản xây dựng lực lượng tinh gọn, mạnh mẽ, tạo cơ sở vững chắc để đến năm 2030 sẽ xây dựng được lực lượng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy và tinh nhuệ. Quân đội hiện đại yêu cầu cần thiết là đồng bộ cả về mặt nhân lực, đảm bảo có đủ trình độ tác chiến, song song với đó là vũ khí trang bị phải tối tân, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, Su-57 được đánh giá là phù hợp. Lý do thứ ba, trong khu vực hiện nay duy chỉ có Trung Quốc đang sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình J-20. Thế nhưng so về mặt uy lực thì chiến đấu cơ này hoàn toàn kém hơn, nhất là khả năng cơ động, khi mà J-20 này vẫn đang sử dụng động cơ dùng cho Su-30 của Nga. Vậy nên quyết định mua Su-57 sẽ giúp cho không quân Việt Nam sở hữu vũ khí lợi hại nhất, trở thành một trong những lực lượng mạnh nhất trong khu vực, từ đó gia tăng đáng kể về sức mạnh quân sự nói chung cũng như khả năng phòng thủ nói riêng. Lý do thứ tư cũng là lý do cuối cùng có một tin vui dành cho Việt Nam, khi mới đây, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết có rất nhiều quốc gia đang dành sự quan tâm tới loại máy bay Su-57 này. Mối quan tâm đó đã được tăng lên đều đặn hơn khi quân đội Nga chính thức đưa chúng vào biên chế sử dụng. Bộ Quốc phòng cùng với cơ quan thiết kế Sukhoi đã lên kế hoạch phát triển thêm Su-57 phiên bản 2 chỗ ngồi để tăng cường xuất khẩu cho mẫu máy bay này. Su-57 đã hiện đại, nay còn có thêm phiên bản mới 2 chỗ ngồi. Phương án này được cho là rất phù hợp với lực lượng không quân Việt Nam, bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, nước ta đang có kinh nghiệm khai thác rất tốt và hiệu quả tiêm kích đa năng Su-30 MK2 với 2 phi công. Định hướng chiến lược của quân đội ta đang là xây dựng 3 trung đoàn không quân tiêm kích đa năng Su-30 MK2 với tổng cộng là 36 chiếc. Với định hướng này, trong tương lai chắc chắn quá trình thích ứng cũng như đào tạo những phương án tác chiến phù hợp với Su-57 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc Nga lựa chọn đưa Su-57 vào sản xuất số lượng lớn là minh chứng hùng hồn cho tương lai tươi sáng của dòng máy bay này. Điều này cũng như một tín hiệu gửi đến các khách hàng không quân Nga đã trang bị thì hãy cứ yên tâm lựa chọn bởi chắc chắn giá thành sẽ giảm. Đồng thời, nguồn cung về mặt phụ tùng dự trữ cùng với các dịch vụ sau bán hàng cũng sẽ không bị gián đoạn. Thêm vào đó là một phiên bản mới với 2 người lái. Điều này sẽ giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nghệ thuật tác chiến và đặc biệt là yếu tố ngân sách của mình. Để chế tạo được một phiên bản mới đòi hỏi ít nhất là 3 năm, 5 năm thậm chí có thể là khoảng thời gian lâu hơn thế. Tuy nhiên, nếu như mọi kế hoạch suôn sẻ, năm 2030 chắc chắn Su-57 mới sẽ ra đời, trùng với giai đoạn lực lượng quân đội nhân dân cách mạng chính quy và tinh nhuệ. Bởi vậy, thời điểm này, việc duy nhất chúng ta có thể làm đó là chờ đợi. Chắc chắn chính phủ ta sẽ có những phương án tối ưu và phù hợp nhất với bối cảnh và tình hình nước nhà. Các bạn thân mến, các bạn suy nghĩ như thế nào về những nhận định trên của tin mới? Chia sẻ quan điểm bằng cách comment ngay dưới video này nhé! Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí, khí tài, vào tháng trước tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Moscow năm 2021, nó cũng mới cho ra mắt một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới là Su-75 Checkmate. Được biết đây là tiêm kích hạng nhẹ, gồm một động cơ có công nghệ tàng hình tiên tiến hơn so với tiêm kích hạng nặng Su-57. Su-75 Checkmate có vùng phản xạ radar thấp, cải thiện đáng kể về khả năng cơ động và sử dụng thêm các yếu tố trí tuệ nhân tạo. Trọng tải tối đa vượt quá 7 tấn, tốc độ tối đa sẽ đạt gấp đôi tốc độ âm thanh. Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga đã nói rằng Trung Đông, Bắc Phi cũng như các nước Đông Nam Á có thể sẽ rất quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate này. Đây hứa hẹn sẽ là loại chiến đấu cơ nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Một trong những yếu tố khiến máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ Su-75 Checkmate nâng cao khả năng cạnh tranh hơn so với nhiều loại, đó là về mặt giá thành, giá rẻ là một trong những yếu tố lợi thế nhất của dòng này. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự hiện nay, để tiết kiệm chi phí, các quốc gia mong muốn loại chiến đấu cơ rẻ hơn tương tự như Su-75 Checkmate.
Tuy nhiên, để tăng thêm khả năng chiến đấu của lực lượng không quân, cần thiết phải có những máy bay chiến đấu hàng đầu như Su-57 phối hợp với Su-75 Checkmate sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, tác chiến theo chiến thuật xa gần, cao thấp sao cho phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Theo kênh truyền hình Mela Defense, Algeria sẽ trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57E, tức là bản xuất khẩu của Nga. Hợp đồng mua bán gồm 14 máy bay Su-57E, 14 tiêm kích đa nhiệm Su-35 và 14 tiêm kích bom Su-34 đã được hai nước hoàn thành ký kết. Vậy là đã chính thức có vị khách hàng đầu tiên. Rất hy vọng Việt Nam chúng ta sẽ sớm trở thành một trong những vị khách tiếp theo của dòng chiến đấu cơ tối tân đầy uy lực này. Đến như chúng ta đã biết, Vịnh Cam Ranh là một nơi có vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời nó còn có một lịch sử phức tạp khi từng in dấu chân của những cường quốc hải quân được đánh giá là hùng mạnh nhất trên thế giới, từ phát xít Nhật rồi tới Mỹ, Pháp và Liên bang Nga. Liệu rằng những quốc gia này có vô tình sót lại vũ khí đầy uy lực tại đây không? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quân cảng Cam Ranh. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Vịnh là nơi có bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam, được bao bọc bởi rất nhiều các đảo to nhỏ khác nhau. Lợi thế ấy đã biến Cam Ranh thành một nơi có vị trí chiến lược quan trọng để xây dựng các căn cứ quân chủ yếu bao gồm hải quân và không quân. Hiện tại, Vịnh Cam Ranh có quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, tàu hàng, tàu khách, thủy cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm quân đội Nhân dân Việt Nam. Cam Ranh có đủ 3 yếu tố cơ bản để xếp vào một trong những cảng biển tốt bậc nhất trên thế giới, về chiều rộng, độ sâu và được che chắn tốt. Cảng Cam Ranh được bao bọc bởi những ngọn núi cao khoảng 400m nên kín gió. Vũ khí đặt ở những điểm cao trên núi có thể khống chế được tất cả những khu vực xung quanh quân cảng. Nước sâu vịnh rộng là nơi lý tưởng có thể tập trung 100 chiến hạm cỡ lớn. Vị trí thuận lợi cho phép cảng Cam Ranh trở thành pháo đài khó tấn công và dễ thủ. Nếu đặt tên lửa đối không trên núi thì toàn bộ vùng trời eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm bắn tên lửa. Hệ thống radar và giám sát điện tử nơi đây có thể kiểm soát được khu vực Bắc Ấn Độ Dương, biển Hoa Đông và biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời có thể kiểm soát tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giới chuyên gia quân sự thừa nhận vị trí của Cam Ranh có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa chiến lược toàn cầu, là quân át chủ bài có vị trí hiểm yếu đối với bản cờ Biển Đông. Như thế, để thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ thế lực thù địch nào từng xâm lược Việt Nam cũng đều chọn cảng Cam Ranh để xây dựng căn cứ quân sự. Mọi thứ đều có lý do của nó. Quay ngược trở về lịch sử, trong cuộc chiến Nga-Nhật năm 1955, sau khi hạm đội Viễn Đông bị Nhật Bản đánh tan, các tàu của hạm đội Baltic của Nga Hoàng Nicholas Đệ Nhị đã ghé vào vịnh Cam Ranh ngày 12 tháng 4 năm 1955 để sửa chữa tiếp nhiên liệu, lương thực, nước ngọt và than suốt trong một tháng trước khi tham gia trận đánh tại eo biển Tsushima nằm ở Triều Tiên và Nhật Bản. Sau chiến tranh Nga-Nhật, lo sợ cho âm mưu tranh giành thuộc địa của Nhật Bản năm 1911, chính phủ Pháp đã cho xây dựng một quân cảng Cam Ranh thành một căn cứ hải quân lớn trong kế hoạch phòng thủ chung ở Đông Dương và xây dựng nhiều căn cứ quân sự khác trên đảo hòng đối phó với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng ngày 15 tháng 9 năm 1940, Nhật gửi tối hậu thư đòi kiểm soát các căn cứ hải quân, trong đó có cảng và vịnh Cam Ranh. Năm 1942, Nhật trưng dụng cảng Cam Ranh, đồng thời xây dựng thêm máy bay làm bàn đạp chính để chuẩn bị cho cuộc tấn công chiếm đóng Malaysia và các thuộc địa của Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh từng là một căn cứ quan trọng nhất của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong vòng 8 năm kể từ năm 1965 đến năm 1972. Năm 1965, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bấy giờ đã chấp thuận để Mỹ sử dụng Cam Ranh. Mỹ quyết định chi khoảng 300 triệu đô cho việc xây dựng Cam Ranh thành căn cứ quân sự liên hợp hải lục không quân và khu hậu quân lớn nhất bất khả xâm phạm tại Đông Nam Á. Căn cứ này cũng chính là bàn đạp quan trọng hỗ trợ đắc lực cho Mỹ trong quá trình đánh phá miền Bắc Việt Nam. Tại đây, Mỹ đã tiến hành xây dựng căn cứ không quân hiện đại cùng một sân bay với hai đường băng có chiều dài đến hơn 3.000m, dùng cho bất kỳ loại máy bay hiện đại nào.
một sân bay riêng biệt dùng cho trực thăng cùng hệ thống đường xá với tổng chiều dài là 260 km. Tiếp theo phải kể đến là kho chứa máy bay trong lòng núi, đường băng dài thuận tiện cho phục vụ các máy bay quân sự cỡ lớn, cụ thể là máy bay ném bom chiến lược B-52. Quân cảng còn có nhiều kho chứa đạn, kho nhiên liệu, hệ thống radar hiện đại, xưởng đại tu xe tăng, hệ thống thông tin liên lạc qua Philippines, Thái Lan bằng cáp ngầm xuyên biển. Căn cứ Cam Ranh chính thức trở thành địa điểm chính sửa chữa tàu biển và cung cấp đạn dược hậu cần cho hải quân, bao gồm cả cho tàu khu trục và tàu đổ bộ của hạm đội 7 Mỹ. Năm 1968, quân số của quân đội Mỹ và các lực lượng chư hầu ở Cam Ranh đã lên tới 30.000 quân, 20.000 quân Mỹ và 10.000 quân các nước chư hầu. Đặc biệt tại đây, quân Mỹ lần đầu tiên sử dụng cá heo được huấn luyện để bảo vệ cảng Cam Ranh. Hòa Bình được lập lại từ năm 1979, cảng Cam Ranh được sử dụng làm căn cứ hải quân quan trọng của hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Chính phủ Xô Viết chính thức ký thỏa thuận với Việt Nam thuê cảng này trong khoảng thời gian là 25 năm, từ năm 1978 đến cuối thập niên năm 1980 Liên Xô tan rã. Chính phủ Liên bang Nga kế thừa lại hợp đồng đó cho tới năm 1993. Sau đó, một hiệp định mới chấp thuận cho Nga tiếp tục có mặt tại Cam Ranh, thế nhưng chỉ còn lại nhân viên kỹ thuật tình báo. Toàn bộ các quân nhân được rút về Nga. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, Liên bang Nga chính thức hạ xuống lần cuối cùng tại căn cứ Cam Ranh. Với những lợi thế sẵn có của mình, cùng những cơ sở vật chất được Mỹ và Nga từng trang bị trước đó, cảng Cam Ranh được coi là vũ khí uy lực mà các quốc gia này để lại cho Việt Nam trong cuộc đối đầu không khoan nhượng với Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về quan điểm này? Những cơ sở vật chất được Nga, Mỹ để lại có phải là lợi thế cho chúng ta? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video này nhé! Tiếp tục video, chúng mình sẽ cùng phân tích chi tiết hơn về lý do Cam Ranh là vũ khí lợi hại chống Trung Quốc của Việt Nam nhé. Năm 2010, Trung Quốc có nhiều động thái hành xử mang tính gây bất ổn trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã công bố kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa cảng Cam Ranh để khai thác thương mại bằng cách cho các tàu nước ngoài đến để tiếp nhiên liệu, sửa chữa và neo đậu. Đồng thời, Việt Nam khẳng định không ưu tiên cho bất kỳ quốc gia nào mà sẵn sàng mở cửa Cam Ranh cho tất cả các đối tác quốc tế, với mong muốn đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, có thể làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, đó cũng chính là đòn bẩy hỗ trợ cung cấp thêm cho kho vũ khí ngoại giao của Việt Nam. Một trong những lý do khiến cảng Cam Ranh là vũ khí lợi hại. Đầu tiên phải nhắc đến vị trí địa lý, cảng Cam Ranh cách quần đảo Trường Sa 431 hải lý, Hoàng Sa là 323 hải lý và đảo Hải Nam là 462 hải lý. Bên cạnh đó, khoảng cách với eo biển Malacca và Trung Quốc là khá gần, khiến đây trở thành một địa điểm lý tưởng để bảo vệ các quần đảo thuộc chủ quyền nói riêng và đất nước nói chung nếu không may có chiến tranh xảy ra. Bởi vậy, việc mở cửa cảng một cách khéo léo, Việt Nam đã báo hiệu với các thế lực có âm mưu xấu xa rằng Hà Nội sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hợp tác quốc tế để đảm bảo mục tiêu giữ vững được chủ quyền lãnh thổ của mình. Lý do thứ hai chúng mình muốn đề cập đến đó là trong danh sách các quốc gia có phương tiện hải quân đã ghé thăm cảng Cam Ranh, ngoại trừ Trung Quốc, các nước khác đều đồng thuận với nguyên tắc tự do hàng hải rộng lớn hơn ở cấp vùng biển mở theo UNCLOS năm 1982. Do đó, mặc dù về mặt chính thức, Việt Nam vẫn đang tuân thủ chính sách đối ngoại 4-0 của mình, không liên minh, không cho đặt căn cứ quân sự nước ngoài, không sử dụng quốc gia này để chống lại quốc gia khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, nhưng vẫn áp dụng chiến lược cân bằng mềm nhằm bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông thông qua cảng Cam Ranh. Và lý do thứ ba, quyết định mở cửa trở lại cảng Cam Ranh thể hiện rõ khuynh hướng của Hà Nội muốn trở thành đối tác của các cường quốc quan trọng. Giai đoạn gần đây, Hà Nội đã có những bước tiến dài trong mối quan hệ an ninh quốc phòng với Mỹ cùng với những đối tác chiến lược của nước này. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn quan hệ với các cường quốc khác như Nga và Pháp. Tuy Việt Nam khẳng định cảng Cam Ranh không bao giờ là một căn cứ quân sự của hải quân nước ngoài, nhưng Ấn Độ lại đang có một vị trí đặc biệt trong tính toán chiến lược của Việt Nam. Qua tìm hiểu đã cho thấy Ấn Độ được cấp quyền tiếp cận độc quyền cho tàu hải quân sử dụng cảng Nha Trang, vốn chỉ cách cảng Cam Ranh một khoảng cách ngắn. Cho đến nay, chưa có lực lượng hải quân nào khác tiếp cận được cảng Nha Trang, trừ tàu bệnh viện US Naval Medsea được phép neo đậu tại đó vào hồi tháng 5 năm 2018 vì lý do nhân đạo.
Với chính sách đối ngoại đa chiều của Hà Nội, ngoài việc có quan hệ song phương mạnh mẽ, mối quan hệ thân thiện đồng thời của Ấn Độ với Mỹ và Nga là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà Hà Nội đề ra. Quân đội Ấn Độ cũng chính là lực lượng đã giúp thủy thủ Việt Nam phương pháp tập luyện đào tạo đội ngũ mới, phục vụ trên các tàu ngầm lớp Kilo cũng như phi công là máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. Thêm vào đó, Ấn Độ đã thiết lập mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ với Mỹ, vốn đang hợp tác với Việt Nam trong chiến lược rộng lớn của Nhà Trắng với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cho nên, chiến lược phối hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam cùng với hình ảnh của Ấn Độ đang là một cường quốc hòa bình, khiến cho việc Hà Nội trao đặc quyền đến New Delhi tiếp cận cảng Nha Trang được khách quan hơn. Ngoài ra, việc Ấn Độ có mặt ở khu vực này không gây nên sự phản ứng quá mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh, giống như đã từng diễn ra với Nga và Mỹ. Việt Nam lựa chọn kế sách phù hợp, hòa hảo nhưng cứng rắn để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cảng Cam Ranh đang là con bài chiến lược để nuôi dưỡng và tăng cường nhiều mối quan hệ an ninh với các cường quốc trên thế giới để đảm bảo sự hiện diện liên tục của hải quân nước ngoài ở khu vực này. Điều này đang khiến cho Trung Quốc mất ăn mất ngủ bởi vì mục tiêu của Bắc Kinh là muốn trở thành quốc gia duy nhất kiểm soát Biển Đông đang ngày càng bị đe dọa. Về cơ bản, việc hiện diện thêm một cường quốc quân sự trên Biển Đông sẽ giúp cho trật tự hàng hải sẽ được đưa vào khuôn khổ. Sự bành trướng của giới chức trách Bắc Kinh theo đó cũng sẽ bớt hung hăng, kiêu ngạo đi nhiều phần. Dẫn chứng như vậy để một lần nữa có thể khẳng định rằng cảng Cam Ranh chính là quân bài chiến lược, là vũ khí vô cùng uy lực trên mặt trận Biển Đông mà Mỹ và Nga đã có một phần công sức không nhỏ trong công cuộc xây dựng nên những cơ sở vật chất hiện đại, trang bị những hệ thống chiến lược, hỗ trợ đắc lực cho quân cảng Cam Ranh ngày càng nguy hiểm, khó lường hơn. Các bạn đã từng nghe nông dân Việt Nam chế tạo máy bay, tàu ngầm chưa ạ? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn nghĩ đó là điều viển vông. Điều đó chỉ có những chuyên gia kỹ sư ở những nước hàng đầu thế giới. Nhưng dù không hề qua một lớp đào tạo bài bản về cơ khí, chế tạo máy móc, nhưng với niềm đam mê yêu thích, nhiều người nông dân Việt Nam đã tự mình nghiên cứu sáng chế ra máy bay, tàu ngầm, robot, khiến cho các chuyên gia nước ngoài ngả mũ thán phục. Vậy những người nông dân đó là ai và sáng chế ra những trang thiết bị nào khiến cho cả thế giới sửng sốt đến như vậy? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên đó là hai lúa Việt Nam chế tạo xe bọc thép cho quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2014. Hai cha con nông dân Việt Nam dậy sóng cộng đồng mạng khi vinh dự được nhà nước Campuchia trao tặng huân chương Vương quốc Campuchia cấp đại tướng quân. Ông Trần Quốc Hải, nông dân chế tạo máy bay ở Tân Châu, Tây Ninh và con trai Trần Quốc Thanh cùng đón nhận huân chương đại tướng do nhà nước Campuchia trao tặng. Vì những đóng góp vào kỹ thuật cho đất nước Campuchia, huân chương hữu nghị cấp đại tướng quân được quốc vương Vương quốc Campuchia trao tặng cho những người nước ngoài có công lao đóng góp khôi phục, xây dựng Vương quốc Campuchia ngày một bền vững. Ông Hải kể, trong những lần qua Campuchia hỗ trợ kỹ thuật máy trồng mì tại Lữ đoàn 70, tôi thấy một số xe bọc thép cứ bị đẩy ra đẩy vào mà không thể khởi động được. Tôi đề nghị để sửa chữa lại loại xe này và nâng cấp nó lên. Điều bất ngờ là lời đề nghị của ông Hải được chỉ huy Lữ đoàn 70 chấp nhận, nhưng với điều kiện là ông Hải phải bỏ tiền túi ra sửa chữa, nếu không được số tiền này sẽ mất trắng. Chiếc xe mà ông Hải tiếp nhận là xe bọc thép BRDM2 do Liên Xô sản xuất, có nhược điểm là máy xăng hao tốn nhiên liệu và hay hỏng hóc. Tác xạ chậm do khi tác chiến phải đậy nắp và phải quay tay đối với tháp pháo của xe. Ông Hải đưa ra phương án là sẽ chuyển động cơ từ sử dụng xăng sang sử dụng dầu diesel, cải tạo nắp đậy tháp pháo tự động và trang bị thêm súng cho xe bọc thép. Đầu năm 2013, ông Hải tự bỏ ra 25.000 đô bắt tay vào sửa chữa. Sau mấy tháng trời vật lộn, ông và người trợ giúp đắc lực là cậu con trai đã cho ra đời chiếc xe bọc thép với tính năng hoàn toàn mới. Nó có thể vận hành với 25 lít dầu diesel trên 100 km so với trước đây là 45 lít xăng trên 100 km. Tác xạ nhanh hơn, hỏa lực mạnh hơn so với trước ở vòng xoay súng, có thể bắn ở cự ly gần hơn so với 150m của xe cũ, tháp pháo tự động. Vương quốc Campuchia gọi ông là nhà khoa học. Sau thành công của chiếc xe, ông Hải được Lữ đoàn 70 giao sửa chữa thêm 10 chiếc xe bọc thép khác, bao gồm 6 chiếc BRDM2 và 4 chiếc BTR-60BP. Những chiếc xe qua tay cha con ông Hải đều được nâng cấp, ít hao tốn nhiên liệu, sẽ không về số có thể vận hành leo dốc, không cần phải đậy nắp xe vẫn có thể tác chiến, đặc biệt trước khi chế tạo xe bọc thép cho Campuchia và nhiều loại máy phục vụ cho nông nghiệp. Trước đó 5 năm, nông dân Trần Quốc Hải đã tự chế tạo thành công 2 chiếc trực thăng và sau khi có thông tin ông Hải làm được máy bay, các đoàn của chính phủ đến khảo sát, nhìn chiếc máy bay để tại nhà.
Cảm nhận đầu tiên của họ là tỏ ý không tin người Việt Nam có đủ trình độ để có thể chế tạo được máy bay. Sau đó, một đoàn gồm các giáo sư tiến sĩ lãnh đạo của 11 bộ đến để đưa ra những câu hỏi truy vấn liên quan đến quá trình hình thành cũng như phương án vận hành chiếc trực thăng này. Ông Hải nhớ lại, do trả lời thông suốt các câu hỏi nên không lâu ông Hải được mời ra Hà Nội. Trong chương trình đó, người phỏng vấn ông Trần Quốc Hải là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Mịch, trưởng bộ môn hàng không trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo sư Mịch hỏi gì, ông đáp đấy, không một vấp váp. Chưa dừng lại, một phái đoàn khác gồm các giáo sư tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài được đưa đến. Những câu hỏi được đưa ra và một lần nữa ông Hải đều trả lời trôi chảy. Kết quả của những lần kiểm tra như thế, hai lúa được cấp bằng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hai chiếc máy bay do chính bàn tay của cha con tôi làm ra được đưa đi thử nghiệm trước hai trung tướng, một thiếu tướng và hàng chục đại tá cùng nhiều giáo sư tiến sĩ khác khởi động. Cánh quạt chuyển động từ chậm sang nhanh vù vù trước mặt mọi người. Tuy nhiên, công việc thử nghiệm chỉ dừng lại ở đây mà không được phép cất cánh. Không những thế, chiếc trực thăng của ông Hải còn được Viện Bảo tàng MoMA ở Mỹ mua lại. Số tiền thu được, ông Hải dồn hết vào việc nghiên cứu các công trình khác. Trong một bài báo của hãng thông tấn CNN, ông Hải cho xem có đoạn một phái đoàn của Úc đã đến thăm và mời ông đến tham dự một cuộc triển lãm vào tháng 12 năm 2006. Trong buổi triển lãm đó, ông nói về những khó khăn trong suốt quá trình chế tạo chiếc phi cơ cũng như những cách thức mà ông đã sử dụng để chế tạo nó. Chiếc máy bay trực thăng của ông Hải đã được chọn là một trong 3 thiết kế triển vọng tại buổi triển lãm này cùng với thiết kế của một người Úc và một người Trung Quốc. Qua đó, các bạn khán giả có tin mới, có cảm thấy tự hào vì những sáng chế của ông Hải không ạ? Có ấn tượng gì với những sáng chế này? Hãy comment chia sẻ quan điểm của các bạn ngay dưới video này nhé! Thứ hai, đó là doanh nhân hai lúa và giấc mơ tàu ngầm Việt vươn khơi. Trong quá khứ, nhiều nông dân hai lúa của Việt Nam từng chế tạo và thử nghiệm thành công các loại tàu ngầm mini cỡ nhỏ với khả năng lặn, di chuyển khá hoàn thiện. Đầu tiên nhắc tới những chiếc tàu ngầm mini do nông dân Việt Nam tự chế tạo, ấn tượng nhất có lẽ là tàu ngầm Trường Sa 01 được chế tạo bởi một kỹ sư mang tên Nguyễn Quốc Hòa ở Thái Bình. Theo ông Hòa, xuất phát từ việc nước ta phải bỏ ra nhiều triệu đô để mua tàu ngầm nước ngoài, ông đã nảy sinh ra ý tưởng thiết kế tàu ngầm made in Việt Nam. Ông trăn trở rằng, nước láng giềng cũng chế tạo được tàu ngầm, tại sao người Việt lại không làm được? Vốn là kỹ sư hóa học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, kỹ sư cơ khí chuyên ngành khuôn mẫu của Đức, ông quyết định tìm hiểu về chế tạo tàu ngầm. Doanh nhân quê Thái Bình kể lại, khi đóng tàu ngầm mới là ý tưởng, vợ con và bạn bè đều ngăn cản tôi vì họ cho rằng tàu ngầm là thứ gì đó rất kinh khủng, không thể làm được. Nhiều người còn mỉa mai giám đốc một xưởng cơ khí địa phương nhưng lại có ý tưởng hoang đường, không thiết kế tổng thể mà qua nghiên cứu tài liệu hình dung đến đâu mà đến đó, tôi vừa làm vừa mò mẫm. Qua thử nghiệm, không ít lần động cơ tàu bị trục trặc, thậm chí nổ nhưng tôi vẫn không chùn bước, ông Hoàng kể lại. Chỉ việc suốt ngày cắm mặt vào máy tính tìm tài liệu chế tạo tàu ngầm của Nga, Mỹ, Đức, ông phải mất hơn 3 tháng năm 2013. Sau nhiều ngày tháng làm việc, chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa 1 với công nghệ AIP, hệ thống tuần hoàn khí độc lập do ông mày mò thiết kế, sản xuất đã được nhiều nhà khoa học trong nước đánh giá cao. Tuy nhiên, theo ông Hòa, đó mới chỉ là bản thử nghiệm, còn nhiều lỗi cần khắc phục bởi môi trường biển khác môi trường trong hồ, trên sông. Đến năm 2015, phiên bản tàu ngầm mini cải tiến mang tên Hoàng Sa ra đời với nhiều tính năng và công nghệ vượt trội, có thể chạy ngầm, lặn sâu và nổi lên mặt biển nhịp nhàng. Theo ông Hòa, chi phí đóng hai chiếc tàu ngầm mini đầu tiên hơn chục tỷ đồng. Nhiều người xót cho ông vì số tiền bỏ ra quá lớn đó, nhưng với ông, đó là đam mê cháy bỏng. Với hy vọng tàu ngầm made in Việt Nam sẽ vươn khơi, nhiều khó khăn đã xảy ra trong quá trình ông Hòa chế tạo hai chiếc tàu ngầm trên. Tưởng chừng như ông sẽ dừng lại, nhưng niềm đam mê vẫn cháy trong ông khi doanh nhân này quyết chế tạo bằng được mẫu tàu ngầm thế hệ thứ hai đúng nghĩa, chứ không chỉ là bản cải tiến. Sau 3 năm thai nghén, được sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, kỹ sư trong và ngoài nước, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đã khởi động đóng mới tàu ngầm Trường Sa 2 vào tháng 5 năm 2018. Trường Sa 2 được xem như phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm Kilo 636, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất của một tàu ngầm mini với hệ thống điều khiển điện tử tự động gần như hoàn toàn. Ông cho hay, theo thiết kế, Trường Sa 2 dài 9m, nặng 22 tấn, chiều cao bên trong thân tàu là 1,8m, sức chứa tối đa 6 thủy thủ đoàn.
Tàu có vận tốc 35 km mỗi giờ, lặn sâu 250 m và tầm hoạt động là 3.000 km. Tàu được thi công bằng phương pháp phân chia các hạng mục vỏ tàu. Sau khi hoàn thiện từng hạng mục sẽ tiến hành giáp nối. Tàu Trường Sa 02 sẽ có các động cơ và trang thiết bị điện tử hiện đại nhập từ nước ngoài, hiệu chỉnh cho phù hợp với thiết kế và tính năng của con tàu. Thật đáng khâm phục ý chí của con người Việt Nam phải không các bạn? Không ngại những khó khăn gian khổ để theo đuổi niềm đam mê và phát triển đất nước. Cuối cùng, đó là chiếc trực thăng tự chế của ông Bùi Hiển mang tên Giấc Mơ. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, ông Bùi Hiển, 62 tuổi, ngụ tại thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương cho biết chiếc máy bay trực thăng thứ hai của ông đã bay ổn định và hoàn thiện hơn. Chiếc máy bay Giấc Mơ của ông Hiển nặng 390kg và có khả năng nâng tới 600kg. Là chiếc máy bay được ông Hiển khá tâm đắc, dành nhiều thời gian nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ chiếc máy bay đầu tiên của mình. Ông Hiển đã tính toán rất kỹ các chi tiết của cánh quạt, trọng lượng của máy bay, góc vật cản, sức đẩy khi cất cánh để tránh hiện tượng bị bổ nhào khi bay thử nghiệm. Trực thăng mới có chiều dài 7,4m, cao 2,4m. Chiều dài cánh quạt chính là 6,6m và chiều dài cánh quạt phía sau là 1,1m. Động cơ máy bay nhập từ Mỹ, sử dụng xăng A92, vận tốc tối đa khi bay đạt 200km/h. Trần bay dưới 500m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ. Chiếc trực thăng thứ hai của kỹ sư Hiển đã được thử nghiệm với công suất động cơ, độ rung lắc, nhiệt lượng. Lần này, ông không sử dụng mô hình đồng trục mà làm kiểu trực thăng cánh đơn, hỗ trợ cánh đuôi, hệ thống đèn báo hiệu nhiệt độ động cơ nhiên liệu. Số vòng quay của động cơ khá đơn giản nhưng đầy đủ. Phía trước của chiếc trực thăng mới được trang bị kính chắn gió chịu lực và tạo hình dáng của một chiếc trực thăng. Khung máy bay được hàn bằng các ống inox rất chắc chắn, ông Hiển nhận định. Các cánh quạt của máy bay hoạt động rất tốt. Quay tại chỗ theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của mình là 450 vòng trên 1 phút. Sắp tới, ông Hiển dự định sẽ lắp đặt hệ thống phun thuốc sâu vào dưới bụng của máy bay để phục vụ nông nghiệp. Quả là điều tuyệt vời phải không các bạn? Ông Hiển khẳng định, sau nhiều lần khởi động thử nghiệm, hiện tại, ông chỉ cần tác động vào cần lái, điều chỉnh góc quay của cánh quạt là chiếc trực thăng từ từ bay lên. Mặc dù rất tự tin vào chiếc trực thăng thứ hai này, nhưng ông Hiển cho biết vẫn phải chờ cơ quan chức năng cho phép mới cho trực thăng cất cánh. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng video của chúng mình cũng đã hết rồi. Tuy những sáng chế của nông dân Việt Nam nhiều hạn chế và chưa thể so sánh được với những cường quốc trên thế giới, nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển đất nước, phải không ạ?